với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN. Mình là Thương Bình, người hướng dẫn bạn trong chuỗi bài tập yoga dành cho người mới tự tập yoga tại nhà. Hôm nay là bài tập thứ 7 nằm trong chuỗi bài tập này. Mình sẽ tập một chuỗi flow yoga ngắn giúp bạn ôn lại, học lại tất cả những động tác, tất cả những di chuyển mà mình đã tập trong 6 bài tập vừa rồi. Nào, cùng trải thảm ra và bắt đầu tập yoga thôi. Hãy đứng lên đầu thảm, lỏng vai, hai chân mở rộng, vai lỏng, lắc nhẹ hông và lắc nhẹ vai, hai tay bạn chộm lên hông, lồng ngực mở rộng về phía trước, dựng tay trái chộm lên hông, bạn vươn tay phải lướn lườn về bên phải, kéo giãn lườn ra, nhắm mắt và hít thở nhẹ nhàng. Động tác này giống như động tác mà hồi học cấp 1 mình hay được tập thể dục ở ngoài sân trường. Hít vào, bạn nâng lên, thở ra, nghiêng qua bên kia, giãn lườn ra. Hít vào, bạn nâng lên, tay phải bạn đặt qua hông bên trái, tay trái bạn móc về sau, xoắn người, xoay mặt ra sau. Rồi từ từ xoay về trước, tay trái bạn móc qua thắt lưng, tay phải bạn đưa ra sau, móc phần mép lùn bên kia, rồi xoắn người ra phía sau. Sau đó quay về đầu thảm trở lại, hít vào, vươn tay rùn người lên, bạn thở ra, thả lỏng người xuống, không kiểm soát lỏng tay, lỏng người, mềm lưng ra. Tay này bạn nắm lên cùi chỏ của tay bên kia, kéo xuống, mang vào hai tay, mang vào giữa hay mang tay, mang vào hai bên mang tay và kéo lườn xuống, rồi từ từ bạn khuỵu đầu gối, lắc nhẹ người qua hai bên. Cảm giác phần vai và phần đầu của bạn hơi nặng ra, lưng bạn được kéo giãn, thư giãn ra. Rồi nhẹ nhàng gỡ tay, lỏng xuống sàn. Từ đây, bạn thẳng đầu gối và cuộn từng đốt sống nhẹ nhàng lật người lên. Cảm giác người lật lên như zombie nha. Lỏng vai, lỏng đầu ra, lật từng đốt sống. Lật từ từ nâng người đứng lên, mở rộng vai ra. Hít. Rồi thở dài ra. Hai chân của bạn khép lại, mũi chân khép, gót chân hơi mở ra. Mình bắt đầu chuỗi chào mặt trời đầu tiên. Hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài người giãn lưng lên. Thở ra, mở ngang tay, đạp sâu về trước, đạp xuống sàn, hai tay bạn chồng bên trên. Hít vào, rướn lưng song song mặt đất, ngẩng mặt nhìn về trước, thở ra. Đạp xuống sàn, bước chân phải của bạn ra sau, mũi chân phải chống, các đầu ngón tay chống, nhìn về đầu thảm, giữ thăng bằng chân trước, đạp chắc chân sau. Hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, kéo hai tay cao rượn người lên. Thở ra, rạp hai tay của bạn xuống sàn, bám tay và rút chân trước ra sau, trong tư thế plank pose, đổ rạp người xuống sàn. Hít vào, lật lồng ngực uốn lưng, ngẩng mặt nhìn lên tư thế rắn hổ mang, rồi đẩy ra sau, trong tư thế đau đó, đẩy dài người, thở ra. Chân phải bạn đá cao lên trời, mũi chân chỉ lên, dồn lực đều lên hai tay, và bạn bước chân phải lên giữa hai tay, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về đầu thảm. Hít vào, chắc chân trước và chân sau, lật người, vươn tay nâng lên. Thở ra, rạp xuống sàn, rút chân trước ra sau, plank pose, chaturanga, đổ rạp người xuống, hít cobra. Và thở ra, đau đó, đẩy ra sau, lắc hông,
lắc vai, rạp người ra sau, hít thở nhẹ nhàng. Hai đầu gối khuỵu, nhìn về phía trước, bước hoặc là nhảy hai chân lên đầu thảm, rạp dài người xuống, thở ra, hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, giữ lưng song song mặt đất, thở ra rạp sâu xuống sàn, lỏng đầu ra, hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn dài người, dãn lưng lên luôn, rồi thở dài, chắp hai tay phía trước lồng ngực. Mình tập một vòng như vậy nữa cho chân bên trái nha. Hít vào, bạn vươn hai tay, rướn người lên. Thở ra, mở ngang tay, rạp dài về trước. Hít vào, lưng song song mặt đất rướn lên. Thở ra, rạp xuống bước chân trái của bạn ra sau. Nhìn về phía trước. Hít, hai tay vươn lên trời, kéo căng các ngón tay rướn người lên. Thở ra, rạp xuống sàn, bước ra sau, plank pose, đổ người xuống sàn, hít vào, ướp đó hoặc là cobra, mình chưa học động tác ướp đó, hãy tập ở cobra, rướn người lên và thở ra, đẩy ra sau, động tác down đó. Bám hai tay chặt, đá chân trái của bạn cao lên trời, mũi chân chỉ lên. Bước chân trái lên giữa hai tay, nhìn về đầu thảm, nhọn các đầu ngón tay. Hãy tập thói quen, lúc bước chân về trước, nhọn tay và rướn cổ dài, lưng dài ra luôn. Đừng để người khuỵu cúi xuống như vậy. Nhìn về trước, hít, vươn tay, nâng người rướn lên. Thở ra, đạp hai tay, bước ra sau trong tư thế plank pose, đổ người xuống sàn, hít vào. Uốn lưng, ngẩng mặt nhìn về trước. Thở ra, đẩy ra sau. Trong tư thế đau đó, đẩy dài ra. Khuỵu hai đầu gối, thân đẩy cao lên, nhìn về đầu thảm. Bước hoặc là nhảy hai chân của bạn lên đầu thảm. Rạp dài lồng ngực, thở ra, hít vào. Nhìn về trước, thở ra. Đạp xuống sàn, hít vào, vươn hai tay lên luôn, rướn dài hai người, dãn lưng lên và thở ra, chắp hai tay xuống trước lồng ngực. Hít chậm, bằng mũi thở chậm ra. Bây giờ mình sẽ tập chuỗi Sun Salutation B mà bài 6 bài hôm trước mình vừa học nha. Bắt đầu bằng tư thế cái ghế, khuỵu hông đưa tay ra sau, hít vào, vươn lên trong tư thế cái ghế, rướn dài người lên, hít, thở ra hai tay chắp, thẳng gối ra, người xuống, hít vào, rướn lưng của bạn nhìn lên, thở ra, rạp sâu xuống bước hoặc nhảy ra sau trong tư thế plank pose. Chaturanga đổ rạp người, lật người nâng lên trong tư thế cobra cánh hổ mang, đẩy ra sau trong tư thế down dog. Gót chân trái bạn đưa vào trong, bước chân phải lên giữa hai tay chắp, hít vào, vươn lên tư thế chiến binh, thở ra, rạp xuống sàn, bước chân trước ra sau tư thế plank pose, đổ người xuống sàn, hít vào. Tư thế rắn hổ mang, lồng ngực mở rộng ra. Thở ra. Tư thế đao đó, đẩy người ra sau. Gót chân phải vào trong. Bạn bước chân trái lên giữa hai tay, nhìn về đầu thảm, hít vào hai tay chắp, vươn lên trời rướn người lên. Thở ra, hai tay bạn rạp dưới sàn, bước ra sau. Tư thế plank pose, đổ người xuống sàn, hít vào. Uốn lưng ngẩng mặt nhìn lên, thở ra, đẩy ra sau, trong tư thế đao đó, đẩy dài ra, lắc hông, lắc vai nhẹ nhàng và giữ ở đây 3 nhịp thở.
khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm, bước hoặc là nhảy hai chân của bạn lên đầu thảm trở lại, rạp người xuống, thở ra, hít vào, lưng nhìn lên song song mặt đất, thở ra, rạp xuống sàn. Nào hãy lên tư thế cái ghế trở lại, đầu gối khuỵu, hít vươn hai tay, nâng người lên, thở ra, thẳng lưng, thẳng gối, hai tay chắp. Hãy nhắm mắt, thở một vài nhịp trước khi mình tập thêm một chuỗi Sun Salutation B, chuỗi chào mặt trời B. Nào hãy cùng tập chuỗi Sun Salutation B một vòng nữa nha. Từ vị trí trái núi trên đầu thảm, khuỵu hai đầu gối, chỉ thắt lưng, hít, vươn lên trong tư thế cái ghế, rướn hai tay kéo người lên, hít sâu, thở ra, rạp xuống sàn, dạng lưng ra, hít vào, ngẩng mặt nhìn về trước, thở ra, rạp xuống sàn, bước hoặc nhảy ra sau trong tư thế plank pose, đổ người bạn xuống sàn, cuốn lên trong tư thế rắn hổ mang, mở lồng ngực ra và thở ra trong tư thế down dog, đẩy ra sau, đạp gót chân trái vào trong, bạn bước chân phải lên giữa hai tay, nhìn về trước, hai tay bạn chắc, hít vào vươn lên trời, vươn cao người lên, thở ra, rạp tay bạn xuống sàn, bước ra sau, plank pose, đổ người xuống sàn, cobra, ngẩng mặt vươn lưng lên và thở ra, down dog, đẩy ra sau, gót chân phải đưa vào trong, bạn bước chân trái lên giữa hai tay, nhìn về trước, hít vào, vươn người, vươn cao tay, nhìn về đầu thảm, thở ra, rạp xuống sàn, bước ra sau, plank pose, đổ người xuống sàn, uốn lên trong tư thế rắn hổ mang, và thở ra, trong tư thế đào đó, lắc hông, lắc vai, lắc người nhẹ nhàng, giữ ở đây một vài nhịp, ba nhịp thở, khuỵu gối phải, giãn người ra sau, rồi khuỵu gối trái, đẩy người ra sau. Từ vị trí này, khuỵu nhẹ hai đầu gối, bạn nhìn về đầu thảm, bước hoặc là nhảy hai chân, bạn lên, rạp xuống, thở ra, hít vào, nhìn về trước, lưng song song mặt đất, thở ra, rạp xuống sàn, nào lên cái ghế trở lại, hít vào, hó hấp bụng nâng lên, thở ra, hai tay chắp trước lồng ngực, hãy nhắm mắt, hít vào sâu, thở ra sâu. Một nhịp thở nữa, hít vào, rồi thở dài ra, từ từ chống hai tay lên hông, bạn bước chân phải, bước chân trái đi ha, mình tập chân trái trước, kình camera hơn sẽ dễ cho bạn nhìn hơn, bước chân trái ra phía gần cuối thảm luôn, mép chân song song với mép sau của sàn, bạn biết là mình tập động tác gì rồi nha. Tư thế chiến binh số 2, xoay mặt hết về mặt phản ngang, khuỵu đầu gối trước, phần hông vai giữ chặt, vươn hai tay lên trời, vươn lên và mở ngang hai tay, xoay mặt về phía tay phải, giữ trong tư thế chiến binh số 2. Hít vào, chắp hai tay trước lồng ngực, thở ra, vươn hai tay lên trời, vươn cao lên, xoay hết mặt về phía đầu thảm và nhón mũi chân sau lên, tập cách lật chân lên để cổ chân của bạn linh hoạt hơn, rạp hai tay của bạn xuống dưới sàn. Nào bây giờ hãy tập bước chân sau lên trước, thở ra người, thở ra, hít vào, ngẩng mặt rướn lưng nhìn lên, thở ra, rạp xuống sàn, hít vào, bạn vươn hai tay lên luôn, nâng người lên và thở ra, chắp hai tay
về trước lồng ngực. Hai tay của bạn chống lên hông, mình tập cho chân bên phải. Bước chân phải về sau, gần phía cuối thảm, mép chân song song với mép thảm, người xoay hết lên mặt phẳng ngang, khuỵu đầu gối phía trước trong tư thế chiến binh số 2. Đầu gối trước khuỵu, rướn hai tay lên trời và mở ngang hai tay ra, giữ tư thế chiến binh số 2. Nhịp thở nữa nha, hít sâu, mở rộng vai ra, chắp hai tay về trước lồng ngực, vươn hai tay lên trời, rướn lên, nhẹ nhàng xoay mặt về phía đầu thảm, sau đó xoay mũi chân sau lên luôn này, xoay lên. Tập cái này nhiều lần sẽ giúp cổ chân sau của bạn linh hoạt hơn nha. Vươn cao lên, thở ra, ra thay tay xuống. Tiếp tục tập các bước chân sau lên đầu thảm, bước lên, hai chân chạp lại, đổ rạp người, thở ra, hít vào, nhìn lên lưng song song, thở ra, rạp xuống sàn, hít vào, bạn vươn hai tay lên trời luôn nha, lồng ngực mở, vươn lên, thở ra, chắp hai tay về trước lồng ngực, hít nhẹ đều, rồi thở ra. Khuỵu hai đầu gối lùi ra sau, mình ngồi thư giãn trong tư thế em bé một vài nhịp trước khi mình vào flow tiếp theo. Lùi hông ra, ngồi lên gót chân, động trán xuống sàn. Giữ cho nhịp thở của bạn đều và nhịp tim của bạn đập đều lại. Một nhịp thở cuối cùng, nhẹ nhàng kéo hai tay chống bên cạnh khuôn mặt, nâng người và ngồi thẳng lưng lên. Hai tay bạn đặt lên bắp đùi, cùi chỏ bạn mở ra, khuôn mặt bạn thả lỏng, giữ ở đây hít thở một vài nhịp. Hãy nhắm mắt, hít vào sâu, thở ra sâu.
thuật nữa, hãy hít vào thật sâu và thở dài ra, mở mắt ra. Sẵn sàng chưa? Hãy lau bớt mồ hôi, chỉnh trang lại trang phục, cột lại tóc và di chuyển lên đầu thảm. Mình sẽ bắt đầu một lâu tiếp theo nha. Hãy đi lên đầu thảm, mũi chân bạn khép lại, gót chân bạn mở ra, đứng thẳng người lên trong tư thế trái núi. Lần này mình sẽ tập liên tục không nghỉ giữa chừng, cố gắng giữ cho nhịp thở của bạn đều và hơi thở của bạn sâu thì bạn có nhiều năng lượng. Hít vào, vươn tay đùn người lên, hít, thở ra, ra về trước, dạng ra, hít vào, thở ra, rạp xuống và bước chân phải của bạn ra sau, nhìn về đầu thảm, hít vào. Bạn vươn hai tay lên trời, rũn dài người kéo căng, thở ra, hai tay chắp trước lồng ngực và xoắn người qua đầu gối bên trái, quỳ chỏ phải chạm vào đầu gối trái, xoắn người ra, thở ra, cố gắng giữ cho quỳ chỏ này và quỳ chỏ kia thẳng hàng thì lực đẩy của bạn mới được nhiều. Xoắn thở dài ra sau. Nhẹ nhàng nhìn về đầu thảm, hai tay chắp trước ngực. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn lên. Giữ hai tay bên mang tai, gót chân sau hạ dưới sàn. Xoay mặt hết về bên phải, hít. Thở ra, trong tư thế chiến binh số 2. Hít vào, thẳng gối, vươn hai tay lên trời, rướn lên. Thở ra, mở ngang, trong tư thế chiến binh. Hít vào, thở ra, hít, vươn tay nâng lên, thở ra, mở ngang tay, đạp xuống, hít vào, nâng lên, rồi, thở ra, mở ngang tay, hãy đặt tay phải bạn về phía sau, rướn luôn bên trái, kéo ra, hít vào, thở ra, chống tay trái xuống bên cạnh chân trái. Đầu gối trước của bạn vẫn khuỵu, vai bạn ép vào đầu gối và bạn nâng tay phải lên trời, nhìn lên. Nhẹ nhàng xoay mặt nhìn xuống đất, nhìn xuống ngón chân cái của bàn tay trái, chống tay phải xuống sàn, đưa tay trái ra phía ngoài. Từ đây bạn nhón mũi chân sau, lật chân lên, bước chân trước ra sau, lanh thôi, đổ rạp người xuống sàn, hít vào, ngẩng mặt rướn lưng lên, thở ra, đẩy ra sau, trong tư thế đau đó, để dài người ra sau, thở dài ra. Nào, hãy tiếp tục bên kia, cho chân bên phải, đá chân phải của bạn cao lên trời, rạp lồng ngực xuống và bước chân phải lên giữa hai tay. Nhọn tay nhìn về trước, hít vào, vươn người nâng hai tay, ruộn cao người lên. Thở ra, hai tay bạn chắp hạ xuống trước lồng ngực, quỳ chỏ bên trái, bạn đặt vào đầu gối bên phải và xoắn người qua. Một nhịp nữa, hít vào và nhìn về đầu thảm, hai tay chắp, vươn hai tay lên trời, rướn người lên, gót chân sau của bạn hạ dưới sàn, thẳng đầu gối, xoay mặt hết về phía bên trái, rồi nhẹ nhàng khuỵu đầu gối trái, mở ngang hai tay trong tư thế chiến binh số 2. Từ tư thế chiến binh số 2, bạn thẳng đầu gối trước, hít vào, nâng lên, thở ra, hít, thở, hít sâu, thở ra sâu, nhịp cuối cùng hít sâu, duỗi lên và thở ra trong tư thế chiến binh số 2. Bạn hạ tay sau và vươn tay phải lên trời.
một nhịp nữa hít vào sâu, đưa tay phải của bạn chống bên trong bàn chân phải và ép, ép cho bả vai của bạn vào đầu gối chạm vào nhau, và bạn vươn tay trái lên trời, mắt nhìn theo tay trái ở trên trời rồi vươn lên. Nhẹ nhàng xoay mặt nhìn xuống ngón chân cái, chống tay trái xuống sàn, đưa tay phải ra phía ngoài, nhón mũi chân sau và bước chân trước ra sau trong tư thế plank pose. Rõ rạp người xuống sàn, hít vào, uốn lồng ngực, ngẩng mặt rướn lưng lên, thở ra trong tư thế down dog, đẩy người ra sau, giãn lưng hết, thở dài ra. Từ vị trí down dog, bạn hãy kéo hai đầu gối của bạn và đưa về phía đầu thảm, rồi ngồi lên gót chân, lồng ngực mở rộng ra, tay đặt lên đầu gối, hít và thở dài. Kéo hai chân phía sau, bạn ngồi lên hông và đưa hai chân về phía đầu thảm, nằm ngửa người ra sau. Mình tập động tác cuối cùng, đó là động tác cây cầu. Hai chân bạn chống bên cạnh hông, úp hai bàn tay bên cạnh người, hít vào, đạp chặt chân, nâng hông lên, đan các ngón tay vào dưới lưng, đẩy hông cao. Chữ ở đây một nhịp thở nữa, hai tay đan chặt, hai chân đạp chặt dưới sàn, hít, rồi dang ngang hai tay của bạn ra, hạ từng đốt sống xuống dưới sàn, hạ chậm. Từ lúc thắt lưng hạ dưới sàn, đổ hai đầu gối qua bên phải, xoay mặt nhìn, xoay mặt qua trái, xoay đầu qua bên trái luôn. Kéo hai đầu gối lên và đổ hai đầu gối về bên trái, xoay khuôn mặt của bạn về bên phải. Sau đó bạn nâng người lên, thẳng hai chân ra, xuôi hai tay theo thân, lắc lại toàn bộ thân, tìm điểm nào mà toàn bộ người nằm giãn ra, nằm dài ra, nhắm mắt, hít thở nhẹ và thư giãn toàn thân trong tư thế thư giãn cuối cùng. Nhẹ nhàng hít vào và thở dài, cử động nhẹ các ngón tay chân, đánh thức người bạn lại nhẹ nhàng. Ôm hai đầu gối sát vào lồng ngực, ép chặt thắt lưng dưới sàn và lắc nhẹ người qua hai bên. Đổ nghiêng hết người về một bên, thả lỏng toàn bộ người ra, chống tay vào dưới sàn và ngồi lên trở lại. Hai tay bạn đặt lên đầu gối, nhắm mắt và hít thở một vài nhịp yên tĩnh trước khi mình kết thúc bài tập.
trước ngực, hít vào sâu, rồi mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng Hương Bình và blog Yogi Travel VN. Chúc bạn một ngày làm việc thật vui và hiệu quả. Nhớ bấm nút đăng ký, bấm nút chuông ở bên dưới để không bỏ lỡ bất cứ clip nào. Mình sẽ up clip mới tiếp theo và bài tập tiếp theo sớm thôi. Nếu bạn là người đã hoàn thành toàn bộ 7 bài tập vừa rồi trong chuỗi bài tập yoga dành cho người mới của blog Yogi Travel VN, nhớ comment, nhớ email báo cho mình biết nha. Tạm biệt mọi người.